Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý tín dụng chính sách trên điện thoại di động đối với 3 đơn vị, đó là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Khoai Châu, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có thể kết nối mạng Internet, cán bộ ngân hàng chính sách và các cán bộ ngoài ngành như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, cán bộ ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn có thể truy cập vào cẩm nang nghiệp vụ, số liệu hoạt động, tín dụng chính sách trên địa bàn để nắm bắt tình hình chi tiết hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương mình quản lý. Đây cũng là một trong những giải pháp từng bước nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách và cũng là cầu nối để nguồn tín dụng chính sách đến gần dân hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.